Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng thủy lực dùng để thiết kế những cái dòng máy ép. Như bộ này thì khách hàng dùng để làm máy chấn. Đấy, một đầu bơm, hai cây ben phi 80. Đây là hai cây ben phi 80 hành trình 300. Đấy, có mặt bích ở đầu này. Con này là lực ép là 8 tấn tối đa. Đấy. Hai đầu bơm thì sẽ được khoảng 16 tấn là tối đa. Tối đa trong cái quá trình quá trong 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 cái tối đa làm việc thôi, có thể hơn một chút cũng được. Với lực ép là 160 thì sẽ được 8 tấn. Thùng dầu thì 7 lít, hai thùng dầu 7 lít này. Đầu bơm buli bản B, sử dụng loại đầu bơm niền van đây, van hai cổng ra này. Đấy, bên này là các cái loại ốc chia dầu, ốc vặn và cây ben xi lanh đầy đủ. Đấy, thùng dầu này. Hành trình thì có nhiều loại khác nhau. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 0983 818 955 hoặc 0966 818 955 để tư vấn kỹ thuật. Phụ tùng thì sẽ đưa đầy đủ cho khách hàng về làm. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video lên. Dây dầu này thì có nhiều loại 50, 1 m, 1 m rưỡi và 2 m. Thì khách hàng nào bấm loại nào thì chọn loại đó. Tất cả em sẽ đưa đồng bộ.